hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tiếng tiếng Tây Nguyên ha. Tương tự các bạn chọn ở đây là reverb đẩy lên số 9 cho mình, rồi ở stand thì các bạn chọn cho mình 10 6 9 9 6 6 10 10, rồi ở phía bên lower key bao gói 1 các bạn cũng ở tán số 2 các bạn chọn cho mình thưa chiều gan số 3 ở đây volume 13 reverb 20 đó. Cái mức độ sáng tối các bạn trừ đi cho mình rơi vào tầm khoảng số 3, ngực số 3 nhé. Rồi organ các bạn sẽ chọn cho mình là organ pipe organ 1 volume 14 reverb 24. Ở đây mình sẽ chọn số 4 các bạn nhé, fit các bạn chọn số 4 cho mình nhé. Rồi mức độ sáng tối khoảng 3 thôi các bạn. Tiếp tục là ở upper keyboard volume 1 các bạn bấm vào percussion, các bạn chọn cho mình xylophone này, các bạn chọn volume 16 reverb 20. Rồi ở đây là các bạn chọn cho mình upper keyboard volume 2 là vinaphone 1 maximum luôn các bạn, cái này để nguyên cho mình nhé, reverb 20 volume 24. Ở for loop này bên chỗ lead voice 1 các bạn chọn cho mình for loop 1 reverb 20 volume 20. Rồi ở pedal voice 1 các bạn chọn organ bass 1, bấm vào đây cho mình. Đó. Rồi ở pedal voice 2 các bạn còn chọn organ bass 1 cho mình luôn, volume 19 reverb là số 8. Pedal volume 1 là volume 19 reverb số 8. Còn ở đây các bạn vẫn chọn cho mình như vậy luôn, thông số giống nhau luôn. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu cần tư vấn hoặc chọn đàn cho giáo sư thì các bạn có thể tham khảo tại website nhạc của antonmusic.com hoặc là liên hệ trực tiếp với Zalo Lê Anh, đó là 0943633281, hoặc là qua số điện thoại của trung tâm 0963166238. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.